Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về cái cách thức sử dụng ổ bếp từ đôi Blueger BIH6800EU. Để sử dụng thì đầu tiên là các bạn dùng bấm giữ vào cái phím nguồn này từ 3 đến 5 giây. Thì lúc này thì hai bên lò bếp đã được khởi động. Và lúc này các bạn chỉ cần vuốt phím slide này là bếp sẽ hoạt động. Tương tự như thế thì với bên lò tay trái này, các bạn cũng vuốt phím 0 cho đến phím 9. Thì đối với cái dòng bếp 6800 này là có tính năng chia sẻ công suất, nên khi các bạn vuốt cái bên lò bên tay trái này lên mức số 9 thì lúc này bên lò bên phải sẽ giảm về mức số 5. Tính năng chia sẻ công suất này giúp cho bếp không bị quá tải trong các cái trường hợp sử dụng các nguồn điện. Tương tự như thế thì khi các bạn vuốt cái bên lò bên phải lên mức số 9 thì lúc này bên lò bên tay trái sẽ giảm về mức số 5. Ở trên cái dòng bếp 6800EU này, khi các bạn trên bề mặt bếp không có nồi thì dưới bảng điều khiển sẽ cảnh báo với cái chữ U và gạch dưới. Và khi các bạn đặt lại cái nồi này thì bếp sẽ lại trở về hoạt động như bình thường. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn về cái tính năng booster, tức là đẩy công suất lên mức cực đại. Thì để thao tác với cái tính năng booster này thì đầu tiên các bạn sẽ chạm vào cái bên vùng nấu và nhấn vào cái nút B này, biểu tượng B này. Thì lúc này biểu tượng bằng chữ P đấy, thì nó sẽ đun với mức công suất cao nhất là 3700W. Tiếp theo thì tôi xin giới thiệu với các bạn về cái tính năng hầm 60 độ C. Đây là tính năng hầm sẽ giúp cho cái đồ ăn của các bạn sẽ luôn giữ ở nhiệt độ là 60 độ C. Để đặt về tính năng hầm 60 độ C này, các bạn chạm vào cái vùng điều khiển nấu và chạm vào cái phím này. Thì lúc này trên cái bàn phím sẽ hiển thị số 0, biểu tượng của hầm 60 độ C. Lúc này bếp vẫn đang hoạt động và cái nhiệt độ sôi giữ duy trì ở 60 độ C. Tương tự như thế thì đối với bàn phím bên đây, nó nấu bên tay trái này, đó, thì nó sẽ giữ về mức 60 độ C như này. Tiếp theo là tính năng khóa bàn phím, hay còn gọi là khóa phím trẻ em. Thì để khóa bàn phím như này thì các bạn sẽ giữ vào cái biểu tượng khóa này từ 3 đến 5 giây. Thì lúc này trên cái bảng điều khiển nó sẽ hiển thị chữ lock viết tắt LO. Thì lúc này các bạn sẽ không thao tác được trên cái bàn phím này. Đó. Để bỏ cái tính năng khóa bàn phím trẻ em này đi thì các bạn giữ lại vào cái biểu tượng khóa này từ 3 đến 5 giây. Lúc này thì các bạn lại thao tác được trên bàn phím như bình thường. Tiếp theo là tính năng hẹn giờ. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cái biểu tượng hình đồng hồ. Để hẹn giờ thì các bạn sẽ chạm vào cái vùng nấu và bấm vào cái biểu tượng hình đồng hồ này. Và có dấu cộng ở đây thì các bạn sẽ tăng giảm, tăng cái thời gian, đơn vị ở đây là phút nhé. Các bạn giảm này, 7, 6 phút, 5 phút, tăng 5 phút, 6 phút, 7 phút, 8 phút. Đấy. Đây là các bạn nhìn sẽ có biểu tượng đèn ở bên mé bên tay phải, tức là biểu thị cho là đang hẹn giờ cho cái lò bên tay phải. Để hẹn giờ cho lò bên tay trái thì các bạn cũng thao tác tương tự như thế. Đầu tiên thì các bạn ở đây các bạn bỏ cái tính năng hầm 60 độ C đi nhé. Đây. Các bạn bấm vào phím hẹn giờ này. Chỉnh thời gian. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy là ở đây là biểu tượng đèn đang nháy nháy là cho bên lò trái là 4 phút. Cho bên lò phải thì các bạn chỉ cần chạm lại vào bên lò phải này thì là nó sẽ hiển thị là 8 phút và cái biểu tượng đèn bên tay phải. Tiếp theo
tôi xin giới thiệu với các bạn về cái tính năng là nấu cơm. Đặt nồi cơm bạn cần nấu lên, sau đó bật chế độ nấu cơm. Chúng ta không cần phải chọn nhiệt độ nấu hay sợ cơm sôi bị trào ra, mà bếp sẽ tự động nấu cho đến khi cơm chín. Đầu tiên là bếp sẽ hoạt động dưới công suất nhỏ, sau đó sẽ phán đoán bán kính nồi nấu, lượng gạo, lượng nước. Sau quá trình phán đoán, bếp sẽ tăng công suất từ 2.500 W đến 3.000 W. Thời gian chín phụ thuộc vào lượng gạo và lượng nước nấu. Sau đó sẽ hạ nhiệt về mức trung và mức nhỏ nhất cho đến khi cơm chín, thì sẽ phát ra tiếng tít tít thông báo cơm đã chín và bếp sẽ giữ ấm liên tiếp trong vòng 8 tiếng. Tính năng tạm dừng thì khi cái bếp của các bạn đang hoạt động như này thì các bạn sẽ kích vào cái biểu tượng tạm dừng, thì lúc này sẽ cái bếp sẽ được ngắt hoàn toàn. Tính năng tạm dừng này thì sẽ được kích hoạt trong vòng 10 phút. Ví dụ đây các bạn nhấn tạm dừng này thì bếp sẽ được tạm dừng trong vòng 10 phút. Và bỏ tạm dừng đi thì bếp sẽ hoạt động lại như bình thường. Trên đây là một số các tính năng và hướng dẫn sử dụng của bếp Blueger IH6800EU mà tôi đã giới thiệu cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.